Như đã thông tin, hôm qua Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 đã khai mạc. Sau phần phát biểu khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Theo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, dự án luật bổ sung, điều chỉnh các nội dung về 8 chính sách từ 1 điều tại dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội thành 8 điều quy định riêng, rà soát các quy định bảo đảm phù hợp và thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 20, nhất là hoàn thiện quy định các chính sách về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tiếp cận vốn, bổ sung hỗ trợ phí bảo hiểm đối với tài sản chung, tham gia bảo hiểm của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Phát biểu tại phiên thảo luận, có ý kiến đại biểu cho rằng hợp tác xã nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Dù vậy, việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều hạn chế, khó khăn. Do vậy, dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi lần này cần tạo điều kiện để hợp tác xã nông nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng. Cần có các quy định hỗ trợ về kỹ thuật, khuyến khích và hỗ trợ tài chính của nhà nước cho các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ chưa đủ năng lực, quan tâm hỗ trợ đào tạo các thành viên, nhất là lãnh đạo hợp tác xã. Có cơ chế hỗ trợ đặc thù để tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp khơi thông vốn tín dụng, tích lũy tài sản, huy động vốn nhàn rỗi của các thành viên phục vụ sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn việc vốn hóa tài sản của nhà nước, cộng đồng ủy thác hợp tác xã, quy định về chứng nhận, xác nhận giá trị tài sản của hợp tác xã. Thì qua nghiên cứu thì tôi thấy là các chính sách thì còn dàn trải, phân tán, cào bằng và chưa theo sát với từng loại hình hợp tác xã. Tôi đề nghị là dự thảo luật cần bổ sung thêm một điều tại chương 2 về chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp. Về cái điều này thì luật hợp tác xã năm 2012 tại khoản 3 điều 6 thì cũng đã có những quy định, những cái chính sách được hỗ trợ ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Và nhóm chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp thì có nhiều chính sách cần phải cụ thể hóa mới có thể triển khai được trong thực tiễn. Ví dụ như là chính sách về đất đai, về tiếp cận tín dụng cho các hợp tác xã. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số quy định trong nội dung chính sách tiếp cận vốn và bảo hiểm quy định tại Điều 23. Về việc các tổ chức kinh tế tập thể được vay vốn như các tổ chức kinh tế khác, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung trong dự thảo luật quy định các ngân hàng thương mại cho tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay vốn tín dụng thương mại như các tổ chức kinh tế khác dựa trên xem xét đánh giá về năng lực tài chính và hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh cần vay vốn của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Về chính sách bảo hiểm đối với tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đề nghị xem xét bổ sung quy định về cách thức và chế độ hỗ trợ tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các quỹ bảo hiểm rủi ro đang hoạt động ở Việt Nam. Đại biểu cũng đề nghị cần quy định về cam kết của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi hưởng lợi các chính sách ưu đãi về tín dụng và bảo hiểm, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các khoản vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Quy định về cam kết của tất cả thành viên tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện theo pháp luật và được hỗ trợ của nhà nước.